Chào các bạn, hiện tại là khoảng hơn 9 giờ sáng ngày 8 tháng 1 2024. Đây trở về cố hương. Đây là xóm Đức, quận 11 các bạn ha. Đây là số nhà 106A xóm Đức, quận 11. Đây chính là nhà của A Di. Nói về Tết các bạn ha, thì thường mùng 1, mùng 2, mùng 3 là ngày xưa lúc ông bà ngoại mình còn sống là đều ăn chay. Bây giờ thì vẫn còn duy trì cái đó, nhưng mà chỉ có ba má mình hoặc là dì ăn thôi. Và thường á, là mùng 1 buổi sáng, dù cho là con nít hay người lớn, tất cả đều phải ăn chay. Và nói ăn chay thì thường sử dụng chao. Và mình còn nhớ là có thêm một cái món nữa, tức là ngoài rau xào với chao hoặc là rau luộc chấm chao, thì còn làm thêm món bò bía. Con nít trong nhà thì mỗi đứa có một phần việc. Chẳng hạn như đôi khi mình cũng giúp là gọi là giả đậu phộng á. Thì nói về chao ở đây thì tiệm A Dí đây bán rất ngon và mình đã từng ăn rất nhiều lần, và thậm chí là mình mua để tặng cho bạn mình nữa. Thì tới Tết rồi ha, bây giờ nếu mà quý vị cô chú anh chị muốn mua chao của người Tiều, Tiều Châu Nắng, thì các bạn có thể ghé qua đây, bảo đảm ngon. Bảo đảm ngon, và Huy cũng đã từng ăn đây khá nhiều lần. Bây giờ chúng ta sẽ nói về chao nha. Huy, em ăn chao đây nhiều lần đúng không? Đúng rồi, chao của A Dí là ngon. Vừa thơm vừa béo, để được lâu. Anh quay cái hũ chao cái nha. Dạ. Mẹ, cái hũ chao mà lớn thì bán giá nhiêu? Dạ 35 nghìn thôi ạ. 35 ngàn đồng ha. Dạ. Và mình để được bao lâu? Để được lâu lắm. Khoảng 6 tháng. Đợt đó anh để cả năm luôn. Dạ. Anh để luôn cả năm luôn, ăn vẫn còn thấy ngon. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Cái hũ lớn này là 35, còn hũ nào lớn hơn nữa không? Dạ không, lớn nhất rồi ạ. Lớn nhất 35 ngàn hả? Dạ, cảm ơn. Từ đây tới ngày 29 Tết, 30 Tết là vẫn vậy luôn hả? Đúng vậy luôn. Giá vẫn vậy luôn, không tăng. Không tăng. 35 ngàn đồng thôi các bạn. Không có tăng. Mẹ, không biết có mở ra được không mẹ? Mở ra không được, tại vì nó tiếp xúc không khí rồi. Tiếp xúc không khí đúng không? Dạ rồi, dạ rồi. Rồi, 35 ngàn đồng, hũ chao. Qua đây là cải khô nè. Cái này cũng thường nấu canh lắm. Cái này 50 ngàn 100. 50.000 đồng 100g. Từ đây tới Tết cái giá có thay đổi không? Không, không có giá. Không thay đổi ha. 50.000 đồng. Đúng rồi, 50.000 đồng. Dạ. Hoa trùng thảo. 50.000 đồng, 40.000 đồng rồi. 100g. Cảm ơn nhiều. Dạ, không sao đâu. Đồ ngon thì giới thiệu thôi. Lạp xưởng sao em? Dạ, lạp xưởng 290 ký. Nhưng mà lạp xưởng này là lạp xưởng gì? Sóc Trăng em lên. Sóc Trăng em lên luôn hả? Có người thân ở dưới Sóc Trăng hả? Không, có người quen. Có người quen chứ hả? Dạ. Mà cái thương hiệu ngoài Sóc Trăng nó là cái gì? Vĩnh Tân. Vĩnh Tân hả? Lạp xưởng Vĩnh Tân, Sóc Trăng. Nhà của Mẹ ăn này nhiều không? Ăn nhiều. Nhiều hả? Dạ, là... từ nhỏ tới lớn hả? Ăn từ nhỏ tới lớn luôn hả? Là mấy chục năm nay là Mẹ ăn này không hả? Không. Ok. Wow, 290. Chất lượng thấy chất lượng rồi đó nha. Nhà A Dí đây là người làm từ thiện rất nhiều các bạn. Trong những đợt làm từ thiện phải nói là đóng góp từ thời Covid đó. Bởi vì cái tâm, cái nữa là anh chị bên hải ngoại cũng gửi tiền về nhiều lắm để làm từ thiện. Ngoài lập xưởng, ngoài cải, ngoài chao đó, mình có bán lập mình không? Bán lập dịch mấy ngày nữa mới đem lại. Ủa vậy hả? Nhưng mà sản phẩm cũ sao? Cái sản phẩm cũ hiện tại mình còn không? Hết rồi hả? Bán hết rồi hả? Nhưng mà nếu mà lập mình thì bán nhiêu? Chưa lấy nên không biết luôn. Chưa lấy không biết hả? Dạ. Dạ. Đôi khi mình cũng nấu kim châm các bạn. Đây là kim châm nè. Kim châm khô nè. Nấu với giò heo rất ngon. Cái này bán sao âm nữa? 30.100. Nấm đông cô 50.000. Ok. Là 40.000, nấm bông là 50. Ờ vậy hả? Nếu mà Tết này á, hoặc là Tết năm ngoái thì cái mặt hàng này mình bán chạy nhất. Nấm đông cô. Nấm đông cô hả? Để cũng là kim châm, nấm đông cô, nấm mèo. Nấm mèo. Táo đỏ. Táo đỏ. Dạ, tóc tiên. Tóc tiên. Người ta cũng có là bán chạy. Ok, tóc tiên nấu giò heo. Lập sữa bán chạy. Như vậy nãy là nấm đông cô này là cái này là 40 hay 50? Cái đó là 50. 50 ha, nó thấy 50 mà. Cái này cũng 50 nè. Dạ rồi. Tóc tiên. Tóc tiên 15 ngàn gói. 15 ngàn gói hả? Đây. Đây tóc tiên 15 ngàn một gói chữ phủ. Ok. Tóc tiên là để nấu giò heo đó. Dạ đúng rồi. Rồi.
ông lẻ mình nhà người Tiều vậy chứ nhớ là Tết nhà mình nấu gì không? Mẹ em nấu gì nữa mẹ. Anh Dí nấu thôi hả? Chứ là em không nấu thôi hả? Anh cũng mất gốc luôn mà anh không nhớ gì hết đó, chỉ biết ăn thôi. Nhưng mà Tết mùng 1 quá là chủ yếu ăn chay. Ăn chay đúng không? Rồi giống nhà anh luôn. Bún tàu xào. Nấm đồng cô. Với chao. Thường ăn chao luộc. Chao rau luộc. Đúng rồi. Không ăn cháo. Tại Tết không ăn cháo. Không ăn cháo, ý là nhà anh là anh nhớ là ăn bún gạo xào. Đúng rồi. Ăn rau luộc với chao. Đó, vậy thôi, chứ không có gì hết. Dạ. Đó là sáng mùng 1 á. Đúng rồi, có thể có cơm trắng. Đây là một cái đặc sản mà không phải chỗ nào cũng bán. Cái này gọi là củ gì quên rồi. Củ kia trước, củ người Triều Châu. Dạ. 200 nghìn một ký hôm nay. Cái này loại ngon quá, loại lụi đi. Dạ. Yeah, okay. Củ này là củ gì ạ? Kia trước ạ. Tiếng Tiều á, giờ nói với mày sao giờ. đem luộc ra ăn đó. 200 nghìn một ký. Cải mặn bán sao à? 30 nghìn một ký. Cái này mình đã từng ghi hình video, đã từng làm món này. Do má mình nấu đó, đó cải bắp thảo đủ hết heo, lạp xưởng, mai quế lộ, mỹ trưng nè, rồi ly cầm ki, đi có đủ luôn nè, ly cầm ki bữa nay bán sao rồi, cái này là cái này 50, cái này 55. 50 ngàn màu đỏ, 55. Cái màu bên đây là 55. 45 kế bên là dầu hào chay, cái chai nhỏ là 45. Dạ rồi. 35, 45. Dạ ok. Ô, cái bông artiso luôn hả? Có bông artiso luôn, 250. Một... Dạ. Cái này là một bịch, đây là chắc là nửa ký ha? Cái nửa ký. Nửa ký, ok. 250. Cái này có chào Tiều Châu, nửa con gừng. Ủa vậy hả? Đo mẹ, lấy ra thử coi. Có cái đậu nữa kìa. Ở đó giờ chưa từng quay cái đậu này hả? Chào Tiều Châu. Ở đây là gừng chiên. Cái này là 85 nghìn, còn cái này là 90. Cái này gọi là chào Tiều Châu hả? Cái này là cái cải ngọt là 120. Cái này ở nhà mình làm à? Không, kêu người ta làm. Kêu người ta làm hả? Mà ăn ngon lắm. Ngon lắm hả? Ừ. Chưa từng ăn. Chao Tiều Châu này là chao Tiều Châu chưa từng ăn á. Cái này là mà nó so với cái chao kia nó béo nó thơm hơn hả? Nếu mà người biết ăn á thì cái này nó mặn hơn. Mặn hơn. Cái này là ngọt. Không như cái chao kia kìa. Chao kia nó cái chao 35 ngàn á. 35 ngàn nó sẽ khác mùi đó nha. Là khác mùi tại hả? Nó có thêm đậu. Này nó phải có đậu đó nè. Cái mùi nó sẽ khác hơn liền. Ok. Còn cái này là không có, cái này chỉ có rượu thôi. Cái nó có rượu, rượu với ớt thôi. Cái này có thêm mùi rồi. Ok, các bạn để ý nha, cái hũ 35 ngàn á là rượu với ớt. Cái này là đặc sản chao Tiều Châu. Ôi, hồi đó giờ không để ý luôn, không biết má mình có nói không nữa. Cái vị này là vị ngọt ngọt. Đó là cải ngọt. Cải ngọt, vị nó ngọt ngọt, nó phải có rượu nhân đậm. Ok. Nó cũng giống như cải chua mà nó làm ngọt ngọt, nó hơi ăn với cháo đúng không? Đúng rồi, ăn với cháo. Yeah. Dạ. Còn cái khủ chính giữa là cái gì? Gừng không? Gừng không giống như là tiêu hóa đó. Tiêu hóa hả? Dạ. Tốt cho tiêu hóa. Rồi. Nhưng mà ăn nhiều quá sẽ nóng nha, tại nó là gừng. Nó là gừng. Còn gì đâu mà mẹ? Không, cái đặc sản nào mà cần giới thiệu cứ đem ra giới thiệu thôi. Như bữa nay là biết được thêm ví dụ chao Tiều Châu nè mà chưa từng ăn. Cái giá nó cũng cao ha, do nó có đậu được. Rồi. Mình mở cửa từ mấy giờ tới mấy giờ ha? Tới 8 giờ tối. 8 giờ sáng 8 giờ tối, nhưng mà năm nay tới ngày 29 Tết mình có mở cửa không? Có mở cửa. 30. 30 tối. Mở cửa sáng hả? Sáng có mở, mùng 1 không có mở. Mùng 1 không mở, mùng 2 mở lại hả? Mùng 2 chưa mở. Chưa biết. Năm nay không biết có đi du lịch không đúng không? Dạ 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 rồi, dạ yeah, rồi. Ok. Dạ. Yeah. Rồi đủ hết rồi, còn gì nữa đâu. Rồi. Ok. Thích nhất là cái phần này 35 ngàn đồng. Hai quận 11 Sớm Đức quận 11 một cái xài đã rớt. Rớt trái xoài anh ơi. Rớt trái xoài. Rớt trái xoài đằng sau. Mới thấy chữ phi long, tưởng phi long tại thiên.
dạ dí gì đó. Sâm Đức. Chỗ này hồi xưa tao chơi game rồi Quy. Ngay chỗ hủ tiếu mì dì ba đó. Anh Tâm hồi xưa của anh khu này luôn. Hồi xưa là ông Tâm là ông chơi game cũng dữ dằn lắm. Chơi game mà chơi game mà má tao quýnh luôn á. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp. Cập nhật tình hình Tết ở Sài Gòn, những sản phẩm cho mùa Tết